Cảm động, bé mèo bị trộm bắt nhưng vẫn cố gắng trốn thoát về với chủ. Một tuần rồi không thấy đâu, mình cứ nghĩ là trộm đã bắt mất bé rồi. Thế nhưng hôm nay bé lại mò về nhà, nhưng trên người thì đầy vết thương, còn nguyên cả viên đạn chì trên người của bé nữa, thương thật sự. Đó là những dòng chia sẻ của bạn Quốc Công, là chủ của bé mèo Milo trong clip bên trên. Được biết bé Milo đã biến mất khỏi nhà hơn một tuần nay rồi, cứ ngỡ đã bị trộm bế đi mất. Nhưng hóa ra bé vẫn trốn thoát được. Không biết trong suốt thời gian bị trộm săn đuổi và bắt giam thì em đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế nào nữa. Hồi còn ở nhà thì cái mặt vênh vênh váo váo lắm, nhìn đời bằng nửa con mắt, còn nhìn chủ thì không thèm mở mắt ra luôn. Nhưng mà vẫn được mình chăm lo yêu thương từng ly từng tí một cho đến khi khôn lớn. Giờ ra đường trải qua sự việc như vậy rồi chắc ớn tới già không dám ra nữa quá. Ít ra cũng trải đời một lần như vậy cho biết được là không ở đâu sướng và được hầu hạ như ở nhà đâu nha. Ban đầu không có ý định triệt sản bé, nhưng tình hình như này thì chắc phải xem xét lại. Ai nuôi chó mèo rồi thì mới hiểu được cảm giác nhìn nó đau mà lòng mình cũng đau như cắt. Mong cho bé Milo mau chóng chữa lành vết thương do đạn chì gây ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.